Chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm thêm một clip về cái tuabin sử dụng được hút của máy bục. Thì trước mình đã làm thí nghiệm rồi, thì hôm nay mình sẽ làm một thí nghiệm mà chi tiết hơn về cái nguyên lý cái để mà nó thọc nó quay cái trục này, nó quay cái trục này dễ hình dung hơn. Đây mình có một cánh quạt, đây quạt thường à, 5-6 lá bình thường à. Đấy như một cái trục à. Trục này nó trơn à. Cái này mình cắt bằng cái đáy của lon nước ngọt thôi. Thì mình sử dụng cánh này để mình mô tả cho bạn xem cái cách mà cái luồng gió đi vô nó quay cái cánh trống như cái cánh quạt như thế nào. Thì các bạn yên tâm, cái quạt này cái nguyên tắc giống như nhau thôi, đều là gió đi vô đẩy thôi, không khác gì hết. Nên là mình lấy cái này thử nghiệm luôn, xin dễ nhiều mọi người. Đây có máy cấp một nè, đây được hút ra. Thì lúc trước thì mình làm thì nó quay rồi, đây mình có cái trục luôn, mình sẽ cái trục này luôn đây. Nhìn cho nó dễ hơn. Thì đó, đây mình sẽ dùng cánh quạt này, mình sẽ để gần cái đường hút, đầu hút mà nó sẽ quay. Đây là đường hút các bạn, đây là đường hút nha. Đó, đây là lực hút nha, hút đi vô nè, không phải lực gió thổi nha. Đang sẽ để trước nè, mình sẽ quay luôn. Thì tại sao nó quay được, thì nó sẽ khi một cái dòng không khí đi vô nó sẽ có một cái vận tốc của nó, vận tốc liên của nó sẽ đi, nó đi xuyên qua cái cánh quạt này. Vì nó theo cái nguyên lý là thổi gió thì nó cũng xuyên qua cái đường này nữa thôi, nhưng mà cái này thay vì là thổi mà nó sẽ hút, thì cái dòng khí đi vào nó có một cái vận tốc thì nó sẽ quay luôn, nó cũng sẽ làm quay cánh quạt mình luôn. Thì nó sẽ gió nhưng mà nó sẽ đi thẳng ra đây, nó có tốc cao hơn. Thì cái máy bồi này càng hút càng mạnh thì lên lượng gió tốc càng lớn thì nó được quay càng mạnh thôi. Thì mình lấy đơn giản như thôi, không có gì hết, đừng có đơn giản luôn. Thì bình thường để gì thì không có quay, bật hút là nó quay. Chúng ta để ý cái chuyện quay của nó nè. Thì sử dụng cái vận tốc này không phải là thổi nữa mà là lực hút sẽ quay luôn, như vẫn quay này. Thì cái này các bạn để trước ở sau cái quạt máy nó cũng quay nữa. Lúc trước mình có làm cái động to này rồi, em sẽ test thử cái lực khi mà nó ở cản bởi nước à. Đây mình sẽ sử dụng cái đầu luôn,
còn cái chậu nước này. Sẽ thử nữa. Mình vừa thấy xong cái lực của nó trong nước rồi thì cũng tôi nó ổn rồi, thì so với cái motor thì nó không bằng rồi, nó cũng tạm chấp nhận rồi. Vừa test xong cái lực của nó trong nước tôi nói bằng đây, mình sẽ test bằng cái này. Test xong rồi mà cái này yếu hơn cái kia, cái này mạnh hơn, cái này nó nhỏ hơn, mạnh hơn. Thì mình vừa trình bày xong cái nguyên lý của nó đơn giản nhất, dễ hình dung. Rồi, cảm ơn các bạn nha.